Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3: Người giàu giàu hơn như thế nào và cách bạn sẽ tham gia cùng họ. Kinh Thánh chép: Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 17. Sự giàu có là do tâm trí của bạn. Có một nguyên tắc hướng dẫn bên trong bạn có thể dẫn dắt bạn thực hiện mong muốn của trái tim mình. Sự giàu có là một trạng thái ý thức, một thái độ tinh thần, một sự chấp nhận sự giàu có của trí tuệ vô hạn. Cả thế giới đã ở đây khi bạn được sinh ra. Cuộc sống là một món quà cho bạn. Bạn ở đây để thể hiện cuộc sống và bộc lộ tài năng tiềm ẩn của mình với thế giới. Một khi bạn có được khả năng khai mở tiềm thức của mình, bạn sẽ muốn bất kỳ điều tốt đẹp nào trong suốt cuộc đời mình, cho dù đó là sức khỏe, sự bình yên trong tâm hồn, sự thể hiện chân thật, sự đồng hành hay một ngôi nhà thân yêu và tất cả số tiền bạn cần. Tiềm thức của bạn cung cấp cho bạn sức mạnh vô hạn để trở nên giàu có, và chìa khóa là suy nghĩ của chính bạn. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Hãy bắt đầu suy nghĩ thường xuyên và có hệ thống về những thành công, thành tựu, chiến thắng, sự dồi dào và cuộc sống tốt đẹp. Suy nghĩ sẽ làm cho nó như vậy. Cô ấy phát hiện ra rằng bức tranh cuộc sống của cô ấy là sự giàu có. Một vài năm trước, tôi đã tham gia một chuyến du lịch có hướng dẫn viên đưa tôi đến nhiều danh lam thắng cảnh ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Có khoảng 30 người trong chúng tôi trong chuyến tham quan này. Một người là một phụ nữ trẻ tên là Maria. Khi tôi giới thiệu bản thân trong bữa tiệc làm quen tại điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi, mắt cô ấy mở to. Ông có phải là người đã viết nên cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức không? Cô hỏi một cách hào hứng. Tôi nợ ông chuyến đi này. Cô giải thích rằng cô luôn muốn đến thăm Tây Ban Nha. Tổ tiên của cô ấy ban đầu đến từ Malaga, một trong những nơi chúng tôi đã lên lịch đến thăm. Tuy nhiên, chi phí cho một chuyến du lịch như vậy vượt quá khả năng của cô. Trong một thời gian dài, cô đặt dự định nó ra khỏi tâm trí mình như là bất khả thi. Tuy nhiên, khi cô ấy đọc về những sức mạnh tuyệt vời trong tiềm thức của mình, cô ấy đã quyết định đưa các ý niệm này vào thử nghiệm. Bước đầu tiên của cô là thu thập tài liệu quảng cáo và các bài báo trên các tạp chí về Tây Ban Nha. Nhìn qua chúng, cô thấy mình bị cuốn hút một cách bí ẩn vào một bức ảnh trong một trong những tờ rơi quảng cáo du lịch của Hotel Malaga Palacio. Cô quyết định rằng sự hấp dẫn này phải là một dấu hiệu từ tiềm thức của cô. Mỗi tối trước khi ngủ, cô đều tập trung vào bức tranh đó. Sau đó, cô ấy sẽ đặt mình vào trạng thái mơ màng, dễ tiếp thu và tưởng tượng mình đang ở trong khách sạn. Cô hình dung căn phòng của mình, khung cảnh tuyệt đẹp từ cửa sổ, những bữa ăn tuyệt vời trên sân thượng. Tất cả đều càng chi tiết càng tốt. Sau khi cô ấy làm theo quy trình này khoảng một tuần, cô ấy tình cờ mang theo tập tài liệu của một trong những chuyến tham quan có hướng dẫn viên để làm việc với cô ấy. Khi cô ấy đang lướt qua nó trước khi đi ăn trưa, một trong những đồng nghiệp của cô ấy, một người đàn ông trẻ mà cô ấy không biết, đã nhìn thấy nó và nhận xét rằng anh ấy muốn đến Tây Ban Nha đến mức nào. Họ đã đi ăn trưa cùng nhau và phát hiện ra họ có rất nhiều điểm chung. Ngay sau đó, họ đã hẹn hò nghiêm túc. Khi họ đính hôn, dì của Maria nói với cô ấy rằng như một món quà cưới, bà ấy muốn trả cho tuần trăng mật của cặp đôi và đề nghị một chuyến tham quan Tây Ban Nha. Ông thấy đấy, Maria kết luận, tôi không chỉ nợ ông cơ hội được xem Tây Ban Nha này, tôi cũng nợ ông cuộc hôn nhân của tôi. Tôi đã cười. Cô không nợ tôi một điều gì. Tôi nói, tất cả những điều này cô có được nhờ vào sức mạnh của tiềm thức của chính cô và sự khôn ngoan của cô trong việc tận dụng nó. Câu chuyện của Maria minh họa cho hoạt động của trí óc sâu sắc hơn của bạn. Nó luôn phóng đại những gì bạn gửi vào đó. Cô hình dung một chuyến đi đến Malaga, cô ấy không chỉ nhận được điều đó mà còn là một mối quan hệ mới và viên mãn. Tiềm thức của bạn mang lại cho bạn sự thành công gấp nhiều lần. Bất cứ thứ gì bạn gửi vào đó đều được phóng đại và nhân lên gấp bội. Hình ảnh tư tưởng của Maria đã chứng minh cho cô ấy thấy mọi sự giàu có là ở đâu. Làm thế nào anh ấy đưa ra quy luật gia tăng? Trong chuyến du lịch Tây Ban Nha mà tôi vừa đề cập, chúng tôi đã đến thăm thành phố Sevilla, nơi nhân cách hóa đất nước Tây Ban Nha
thực sự hơn bất kỳ cộng đồng nào khác ở đất nước đó. Hơn nửa triệu người ở đây chia sẻ một lịch sử giàu có, bao gồm người Phoenicia, người La Mã, người Visigoth và người Moor. Tất cả đều để lại dấu ấn ở đó. Trường đại học của Sevilla được thành lập vào năm 1502 và thành phố đã mang đến cho thế giới hai họa sĩ vĩ đại nhất, Murillo và Velázquez. Một trong những hướng dẫn viên của chúng tôi là một thanh niên thân thiện, thông minh, có kiến thức sâu rộng về thành phố và văn hóa, cùng với một quỹ các hoạt động bên lề thú vị và hấp dẫn. Thì chúng tôi đi bộ từ khách sạn đến nhà thờ. Tôi nói với anh ấy: "Anh học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy?" Anh nói như một người bản xứ. Anh cười toe toét: "Đó là vì bởi tôi là vậy." Anh nói: "Tôi lớn lên ở thành phố New York, ở Queens." "Được rồi, tôi sẽ nói lại câu hỏi của mình." Tôi nói: "Anh đã học tiếng Tây Ban Nha ở đâu?" Anh nói như một người bản xứ. "Đó là một câu chuyện thú vị." Anh ta trả lời: "Mẹ tôi là người Tây Ban Nha, đến từ Sevilla. Bà ấy và bố tôi gặp nhau khi ông đóng quân ở đây với lực lượng không quân. Bà ấy luôn nói chuyện tiếng Tây Ban Nha với tôi ở nhà. Và tất nhiên, New York có rất nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy, tôi có rất nhiều cơ hội để luyện tập." "Tôi có thể nhận ra điều đó." Tôi nói: "Nhưng điều gì đã đưa anh đến đây?" "Miễn là tôi có thể nhớ, tôi muốn sống ở châu Âu và trở thành một hướng dẫn viên." Anh ấy nói với tôi: "Tôi từng đọc sách hướng dẫn như cách những đứa trẻ khác đọc những điều bí ẩn. Tôi thích nghiên cứu bản đồ. Khi mơ mộng, tôi mơ về việc đi bộ qua một trong những thành phố tuyệt vời và ngắm nhìn tất cả các tòa nhà lịch sử. Khi tôi 14 tuổi, tôi quyết định phải làm gì đó để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Vì vậy, tôi đã viết nó ra một tờ giấy. Tôi nói tôi muốn học tiếng Pháp và tiếng Đức để có thể hướng dẫn mọi người từ nhiều quốc gia xung quanh Tây Ban Nha và phần còn lại của châu Âu. Tôi mang theo tờ giấy gấp trong ví và mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại lấy ra và đọc lại. Tôi tự nhủ, đó không phải là một giấc mơ, đó là một thực tế, chỉ đơn giản là chưa xảy ra." Tôi vô cùng ấn tượng về tài năng của người thanh niên này. Không có kiến thức về cách thức hoạt động của tiềm thức, anh ta đã tình cờ tìm ra một cách hiệu quả để gọi ra nó. "Chà, thực tế là bạn ở đây, đưa chúng tôi đi khắp nơi, chứng tỏ rằng bạn đã đúng." Tôi nhận xét: "Việc thực hiện ước mơ của bạn đến như thế nào?" "Đơn giản," anh ta trả lời với một nụ cười lan tỏa khác. "Đơn giản đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ ra nó một mình. Người thân của mẹ tôi đã viết thư và hỏi tôi có muốn đến sống cùng họ khi tôi học trung học ở Sevilla không. Tất nhiên tôi đã nghĩ đến nó. Và khi tôi đến đây, tôi được biết rằng trường đại học có một khóa học cho những người muốn đi vào ngành du lịch. Vì vậy, tôi đã ở đây." Lời cầu nguyện liên tục của hướng dẫn viên này là: "Chúng tôi sẽ xây lại thành này và Đức Chúa Trời trên trời sẽ cho chúng tôi là các đầy tớ Ngài thành công." Sách Nehemi chương 2 mục 20. Bằng cách liên tục ghi lại yêu cầu của mình, anh ấy đã thành công trong việc viết nó vào tiềm thức và được tiềm thức đáp lại theo một cách riêng và trật tự linh thiêng. Làm thế nào để theo dõi trạng thái tâm thức của bạn? Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống thấp cũng đưa người lên cao, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn, đặt họ ngồi cạnh người quyền quý và nhìn họ thừa hưởng chỗ cao sang. Sách Samuel quyển 1 chương 2 mục 7 từ Kinh Thánh. Chúa là quyền năng chúa tể trong tiềm thức của bạn, được gọi là cha bên trong chúng ta. Chúa của bạn là thứ chi phối suy nghĩ của bạn. Nếu niềm tin chủ đạo của bạn là bạn được hưởng tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống, chẳng hạn như sức khỏe, sự giàu có, tình yêu, sự thể hiện chân thật và cuộc sống dồi dào, bạn sẽ trải nghiệm tương ứng. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy mình nghèo khổ và những điều tốt đẹp của cuộc sống không dành cho bạn, bạn đang đặt mình vào mong muốn thiếu thốn, thất vọng và trói buộc bản thân. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ của bạn có sức mạnh, nó là sáng tạo. Mọi ý nghĩ bạn khởi xướng đều có xu hướng tự thể hiện, ngoại trừ nếu nó bị hóa giải bởi một ý nghĩ mạnh mẽ hơn, với cường độ lớn hơn. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ có được nhiều vật chất, tài sản trên thế giới đều bộc lộ ý thức giàu có và niềm vui thích những điều tốt nhất. Mọi thứ bạn trải qua đều do quy luật của tâm trí bạn.
bằng cách dựa trên ý tưởng về sự tốt đẹp gia tăng và bằng cách nuôi dưỡng và duy trì nó, thu hút nhiều sự giàu có của cuộc sống hơn cho chính mình. Mặt khác, ai chỉ nghĩ đến sự giảm sút, thiếu hụt và hạn chế sẽ làm tăng thêm sự mất mát của mình. Quy luật tiềm thức của bạn là gia tăng bất kỳ ý tưởng nào được gieo vào đó. Kinh nghiệm của người suy nghĩ tiêu cực sẽ thu hút sự mất mát ngày càng nhiều. Bắt đầu thực hành quy luật gia tăng. Hãy nhớ rằng, bất kỳ đối tượng nào mà bạn dành sự quan tâm đặc biệt sẽ có xu hướng phát triển và trở nên vĩ đại hơn trong cuộc sống của bạn. Chú ý là chìa khóa của cuộc sống. Hãy nghĩ đến sự gia tăng, cảm thấy bạn thành công và thịnh vượng, và bạn sẽ thấy rằng cảm giác giàu có tạo ra của cải. Hãy chắc chắn rằng bạn cầu chúc cho tất cả những người xung quanh mình thành công, hạnh phúc và dồi dào. Biết rằng khi bạn muốn gia tăng sự giàu có và hạnh phúc cho những người khác, bạn cũng đang thu hút sự giàu có của Đức Chúa Trời cho chính mình. Khi bạn thể hiện sự giàu có và giàu có cho người khác, họ sẽ tiếp thu những suy nghĩ của bạn trong tiềm thức và sẽ được hưởng lợi từ cảm giác giàu có và sung túc toát ra từ bạn. Bạn có thể âm thầm dành cho tất cả những người mà bạn gặp gỡ lời chúc phúc sau đây. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho vật dư dật và cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 17. Lời cầu nguyện đơn giản đó sẽ làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời bạn. Làm thế nào để sử dụng quy luật gia tăng trong kinh doanh hoặc công việc chuyên môn của bạn? Khi bạn lặng lẽ, yêu thương và xúc động, nhận ra rằng những suy nghĩ về sự giàu có, thành công, thịnh vượng và sức khỏe tạo ra tất cả những điều kiện và hoàn cảnh mà bạn tập trung chú ý vào đó, bạn sẽ tự động tạo ra mọi điều kiện cần thiết cho sự thăng tiến của mình. Hơn nữa, bạn sẽ thấy mình ngày càng thu hút nhiều người trở thành khách hàng, bạn bè, cộng sự và những người sẽ hỗ trợ bạn thực hiện ước mơ của mình. Bạn sẽ vô thức thu hút đến với chính mình những người đàn ông và phụ nữ đang sống trong ý thức về sự giàu có của Đức Chúa Trời. Tôi đang lướt qua một cửa hàng độc quyền trong khu Rodeo Driver của Beverly Hills, thì một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang đi đến chỗ tôi. Cô giới thiệu mình là Rhonda, người đã sáng lập và là chủ cửa hàng. Khi chúng tôi trò chuyện, cô ấy nói với tôi điều mà cô ấy coi là bí quyết thành công to lớn và được khách hàng yêu mến. Mỗi buổi sáng khi mở cửa hàng, cô ấy ra mệnh lệnh: tất cả những ai bước vào đây đều được ban phước và thịnh vượng, được truyền cảm hứng và làm giàu bằng mọi cách. Cô ấy đã biết được một lẽ thật tuyệt vời, đó là: nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành, ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Sách Gióp chương 22, mục 28. Làm thế nào anh ấy đánh mất ngôi nhà của mình? Một người bạn giới thiệu tôi với Barbara, người sống với chồng cô ấy ở một khu vực sắp tới cách nhà tôi không xa. Cô tâm sự rằng mình lo lắng cho chồng kinh khủng. Là một nhà môi giới bảo hiểm, anh ta luôn trăn trở về những vấn đề tài chính và thất bại của mình. Tôi biết công việc kinh doanh của anh ấy không tốt, Barbara nói với tôi. Có rất nhiều sự cạnh tranh mới từ các công ty online dựa trên Internet. Nhưng thật không tốt nếu anh ấy dành quá nhiều thời gian để tưởng tượng rằng mình sẽ phá sản và chúng tôi sẽ mất nhà. Tôi hoảng hốt trước bức tranh cô ấy vẽ. Cô phải cố gắng thuyết phục anh ấy tập trung vào những suy nghĩ tích cực hơn, tôi thúc giục cô ấy. Tôi đã cố gắng, cô nói. Anh ấy không chịu lắng nghe, dường như anh ta muốn thất bại. Một tháng sau, bạn tôi nói với tôi rằng công ty của chồng Barbara đã nộp đơn xin phá sản và ngôi nhà của họ được giao bán với giá thấp hơn giá trị thị trường. Nó đã được một người hàng xóm giàu có chộp lấy như một khoản đầu tư. Có những lý do chính đáng và chắc chắn khiến người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo đi. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Gióp chương 3, mục 25. Một người thường xuyên nghĩ về mất mát, thiếu thốn, thất bại và phá sản thì không thể mong đợi sự thịnh vượng và thành công. Người giàu bước đi với ý thức thành công và thịnh vượng, coi sự giàu có như không khí mà anh ta hít thở. Chính thái độ của anh ta không chỉ đơn thuần là sự giàu có đã giúp anh ta có được ngôi nhà cũ của một người nghèo. Bạn không thể nghĩ điều ác và gặt điều lành. Bạn không thể nghĩ điều thiện và gặt điều ác.
quy luật của tâm trí bạn là hoàn hảo. Nó cố gắng thể hiện những gì ấn tượng về nó. Người nghèo mà tôi muốn nói đến là người không biết cách vận hành và giải phóng sự giàu có trong tâm trí của mình, tạo ra sự nghèo đói của chính mình. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào cô ấy muốn, cô ấy có thể bắt đầu thực hành quy luật của sự giàu có và một lần nữa thu hút sự giàu có, thành công của bản thân. Phần thưởng cho việc áp dụng quy luật sáng suốt. Bạn có thể làm quen với những phẩm chất của một quả cam bằng cách nếm nó và ăn nó. Bạn có thể làm quen với sự giàu có trong tiềm thức của mình bằng cách áp dụng quy luật sáng suốt. Một doanh nhân nói với tôi rằng nguồn cung cấp là ở trong anh ta và anh ta đáp lại niềm tin vào nguồn tài nguyên vô tận của sự giàu có vô hạn trong tiềm thức của anh ta. Lời cầu nguyện của anh ấy mỗi sáng và tối là: tôi luôn biết ơn về sự giàu có của Đức Chúa Trời, luôn hoạt động, luôn hiện hữu, không thay đổi và dồi dào. Doanh nhân này không bao giờ phải lo lắng về số tiền mình cần để vận hành doanh nghiệp và mở chi nhánh mới. Lắng nghe sự thật và bạn sẽ không bao giờ mong muốn. Thần vô hạn, nguồn gốc của mọi phước lành, đấng sáng tạo ra thế giới và vạn vật chứa đựng trong bạn. Bạn không sở hữu bất cứ thứ gì trong vũ trụ. Chúa hay Thượng Đế làm chủ tất cả. Bạn là người quản lý của đấng tối cao và bạn ở đây để sử dụng sự giàu có của thế giới một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Khẳng định sự khôn ngoan của đấng tối cao trong việc xử lý tất cả các tài sản trần thế của bạn. Khi bạn đi đến một không gian khác, bạn không thể mang theo bất cứ thứ gì ngoài những kho báu của trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp mà bạn đã thấm nhuần trong tiềm thức của mình. Niềm tin, sự tự tin và tin cậy của bạn vào sự tốt lành và niềm vui của Chúa là sức mạnh của bạn, tượng trưng cho sự giàu có thực sự mà bạn sẽ mang theo trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Đây là những kho báu của thiên đàng, tức là tâm trí tiềm thức của bạn. Cả thế giới là của bạn để tận hưởng. Gia súc trên 1000 ngọn đồi là của bạn. Các tiếng hót của các loài chim là của bạn. Bạn có thể tận hưởng những vì sao trên trời, sương sớm, hoàng hôn và bình minh. Bạn có thể phóng tầm mắt ra những ngọn đồi, ngọn núi và thung lũng. Bạn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và mùi cỏ tươi mới cắt. Tất cả sự giàu có trong đất, trong không khí và dưới biển là của bạn. Trái cây rơi xuống đất và thối rữa đủ để nuôi sống cả nhân loại. Bản chất là hào hoa, xa hoa, thậm chí là hoang phí. Ý định và ý muốn của Đức Chúa Trời giúp bạn có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Bạn nên sống trong một ngôi nhà đẹp được bao quanh bởi sự sang trọng. Bạn nên có quần áo đẹp, thường xuyên khoác bộ quần áo của Chúa và nhắc nhở bản thân về vẻ đẹp vô hạn và không thể diễn tả, trật tự, đối xứng và tỷ lệ của cái vô hạn. Bạn nên có tất cả số tiền cần thiết để làm những gì bạn muốn làm. Con cái của bạn nên được lớn lên trong môi trường xung quanh đẹp đẽ và trong bầu không khí yêu thương giống như Chúa. Chúng nên được dạy về những nguồn tài nguyên vô tận trong sâu thẳm tâm trí của chúng để có thể khai thác sự giàu có trong tiềm thức, và chúng cũng sẽ không bao giờ phải tìm kiếm bất kỳ điều tốt đẹp nào. Cách khai thác nguồn cung cấp vô tận. Nhận ra nguồn vô hạn trong tiềm thức của bạn, sau đó viện dẫn quy luật tuyệt vời của sự sáng tạo và gia tăng như sau. Chúa là nguồn cung cấp của tôi, đó là năng lượng, sức sống, ý tưởng sáng tạo, cảm hứng, tình yêu, hòa bình, vẻ đẹp, hành động đúng đắn hay sự giàu có mà tôi cần. Tôi biết sức mạnh sáng tạo trong tiềm thức của mình có thể mang lại tất cả những điều này. Bây giờ tôi đang chiếm lĩnh về mặt tinh thần và trải nghiệm sức khỏe dồi dào, hài hòa, xinh đẹp, hành động đúng đắn, thịnh vượng và tất cả sự giàu có từ tâm trí sâu thẳm của tôi. Tôi thể hiện sự sống động và thiện chí với tất cả. Tôi đang cung cấp dịch vụ tốt hơn mỗi ngày. Sự giàu có của Đức Chúa Trời mãi mãi chảy vào trong tâm thức của tôi và luôn có khoảng dư. Tất cả những suy nghĩ này đang chìm sâu vào tiềm thức và chúng hiện đang xuất hiện như một sự giàu có, an toàn và bình yên. Nó là tuyệt vời. Khi bạn gieo vào tiềm thức của bạn cái gì, bạn sẽ gặt hái được cái đó. Kinh Thánh nói, đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Sách Ê-sai chương 35 mục 1. Thiền định hàng ngày cho cuộc sống giàu sang. Nếu bạn lặp lại bài thiền sau đây hàng ngày, nó sẽ mang lại cuộc sống giàu có cho bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn. Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi?
Hãy ngắm xem những bông hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không khéo chỉ. Sách Matthew chương 6 mục 28. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang thịnh vượng trong tôi về mọi mặt. Bây giờ tôi đang dẫn đầu cuộc sống dồi dào bởi vì tôi tin vào một Đức Chúa Trời. Tôi được cung cấp mọi thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp, sức khỏe, sự tiến bộ và hòa bình của tôi. Tôi đang trải nghiệm hàng ngày những thành quả của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong tôi. Tôi chấp nhận điều tốt của tôi bây giờ. Tôi bước đi trong ánh sáng rằng tất cả những gì tốt đẹp là của tôi. Tôi bình yên, đĩnh đạc, thanh thản và điềm tĩnh. Tôi là một với nguồn sống. Mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm và mọi không gian. Bây giờ tôi mang tất cả tâm hồn trống rỗng cho Cha bên trong. Sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc đời tôi. Tất cả những gì Cha có là của tôi. Tôi vui mừng vì điều này là như vậy. Những điểm cần nhớ. 1. Người giàu trở nên giàu có hơn vì lý do đơn giản là ý thức hoặc nhận thức về sự giàu có và sự mong đợi ngày càng nhiều sự giàu có của Đức Chúa Trời vốn có mặt ở khắp mọi nơi, thu hút ngày càng nhiều của cải, sức khỏe và cơ hội. 2. Hình ảnh tư tưởng của sự giàu có tạo ra của cải, hình ảnh tư duy của một cuộc hành trình dẫn đến cơ hội để thực hiện nó. Một phụ nữ trẻ bắt đầu hình dung về trải nghiệm ở khách sạn tại Tây Ban Nha. Tiềm thức của cô ấy đã mở đường và làm tăng thêm ấn tượng. Tiềm thức của bạn luôn luôn phóng đại. 3. Một cậu bé 14 tuổi đã viết ra ước mơ được chuyển đến châu Âu và học để trở thành một hướng dẫn viên. Anh tiếp tục suy ngẫm về những gì anh đã viết và thành công khi viết những yêu cầu của mình vào cuốn sách Cuộc Sống Trong Anh. Chính là tiềm thức của anh ta. Tiềm thức của anh đã tác động vào tâm trí của người thân thực hiện ước muốn của anh. 4. Ý thức về sự giàu có của Đức Chúa Trời ở xung quanh bạn. Hãy sống trong niềm vui sướng với những điều tốt đẹp nhất và theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút sự giàu có của kho báu vô hạn vào tiềm thức của chính mình. Hãy nghĩ đến sự thịnh vượng, dồi dào, an khang và gia tăng vạn vật. 5. Bất cứ điều gì bạn dành sự chú ý để phát triển, phóng đại và nhân lên trong trải nghiệm của bạn. Giữ sự chú ý của bạn về bất kỳ điều gì đáng yêu và tốt đẹp. Hãy tỏa ra sự giàu có, thiện chí và giàu sang cho người khác. Họ sẽ tiếp thu nó trong tiềm thức và bạn sẽ thu hút những người tuyệt vời vào cuộc sống của mình. Họ sẽ thịnh vượng và bạn cũng sẽ thịnh vượng. 6. Một người giàu bước đi trong thái độ tinh thần rằng sự giàu có giống như không khí mà họ hít thở. Có được tâm thái đó, người ấy càng thu hút được nhiều phú quý đủ loại. Người nghèo thường xuyên hình dung là nói về sự thiếu thốn, phá sản và thời kỳ khó khăn, lại càng thu hút những phẩm chất này đến với họ. 7. Bạn có thể làm quen với sự giàu có của kho báu vô hạn bên trong bạn bằng cách nhắc lại và tin vào lời cầu nguyện sau. Tôi luôn biết ơn về sự giàu có của Đức Chúa Trời, luôn hoạt động, luôn hiện hữu, không thay đổi và vĩnh hằng. 8. Thượng Đế đã ban cho bạn muôn vàn thứ giàu có để bạn tận hưởng trong vũ trụ này. Cuộc sống tự nó là một món quà cho bạn. Cả thế giới đã ở đây trước khi bạn được sinh ra. Hãy tin tưởng và mong đợi sự giàu có của đấng vô hạn và điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Khi bạn thực hành chân lý đơn giản này, sa mạc của cuộc đời bạn sẽ vui mừng và nở rộ những bông hoa. 9. Tăng cường khả năng của bạn để tạo ra một cuộc sống giàu có bằng cách lặp lại bài thiền ở cuối chương này. Quý khán giả và các bạn